Hồng Kỳ hãng xe nổi tiếng Trung Quốc, gần đây đã thông báo mẫu xe ô tô điện EQM5 sẽ ra mắt phiên bản mới với tên gọi là Hồng Kỳ EQM5 2023 560 km plus vào ngày 26 tháng 6. Theo truyền thông Trung Quốc, phiên bản mới của mẫu xe nổi tiếng này sẽ có giá 199.800 nhân dân tệ tương đương 655 triệu. Được định vị là mẫu xe đen hạng sang, mức giá này của Hồng Kỳ EQM năm 2023 560 km plus được đánh giá khá hấp dẫn, chỉ ngang ngửa mẫu xe hạng C Mazda 3 tại Việt Nam. Ở phiên bản mới, Hồng Kỳ EQM5 sẽ có sự thay đổi khá lớn về diện mạo và phạm vi di chuyển. Về ngoại thất, Hồng Kỳ EQM5 mới sử dụng lưới tản nhiệt khép kín tương tự các mẫu xe điện khác, điểm nhấn là 12 khe gió mạ chrome đặt dọc theo phong cách thác nước ở đầu xe. Cụm đèn pha mảnh được thiết kế với hình dáng cong vút về sau độc đáo, mâm xe hợp kim nhôm đa chấu kích thước 18 in. Phần đuôi xe thiết kế cụm đèn hậu hình chữ L lớn siêu ấn tượng. Ngoài ra ngoại thất cũng được dự đoán sẽ bao gồm các màu mạnh mẽ, nam tính. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.040mm, 1.910mm, 1.569mm, chiều dài cơ sở đạt 2.990mm. Kích thước của EQM 5 phiên bản mới tương đương với các mẫu xe sedan cỡ đề khác, thậm chí chiều dài cơ sở của mẫu xe này còn nhỉnh hơn Toyota Camry khá nhiều. Về nội thất, Hồng Kỳ EQM 5 phiên bản mới áp dụng phong cách thiết kế tối giản thường thấy ở các loại xe điện, trong xe lược bỏ nhiều nút bấm vật lý. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu đa chức năng, màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi kích thước 10 in và bảng đồng hồ truyền thống. Các trang bị tiện nghi khác có trên xe bao gồm hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, đèn nội thất nhiều màu, định vị GPS, nhạc trực tuyến, hàng ghế trước có bệ tỉ tay, cổng sạc và hộp đựng đồ dung tích lớn. Ngoài ra, nội thất trên xe được bọc ra, ghế ngồi chỉnh điện đa hướng, có chức năng thông gió. Sức mạnh của Hồng Kỳ EQM5 mới đến từ động cơ có công suất tối đa 140 kW, mô men xoắn cực đại 320 Nm đi kèm là cụm pin lithium 3 cấp dung lượng 75 kW. Phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện của xe là 560 km. Công nghệ sạc nhanh giúp xe sạc 20% đến 80% pin chỉ mất 30 phút. Nhiều thông tin cho rằng hãng xe Hồng Kỳ sẽ gia nhập thị trường Việt Nam vào thời gian tới. Mẫu EQM năm 2023 được đồn đoán sẽ là đại diện đầu tiên được đưa về Việt Nam, với kích thước tương đương các mẫu sedan hạng D cùng nhiều trang bị hiện đại. Nếu có giá bán hợp lý, thì Hồng Kỳ EQM năm 2023 hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ tại Việt Nam như Toyota Camry.